thành cảm ơn quý khán giả vẫn giữ băng tần 57.3 của Đài Truyền hình Việt Nam America TV. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Kiến thức sức khỏe và đời sống cùng với dược sĩ Tina Quách và Amgen Pharmacy. Amgen Pharmacy có 5 địa điểm tại các thành phố, đó là Garden Grove, Santa Ana, Anaheim và Huntington Beach để phục vụ cho quý vị. Cho nên quý vị nhớ ghé đến để nhận được sự phục vụ tốt nhất của những người dược sĩ tại đây. Và trong phần 2 của chương trình Kiến thức sức khỏe ngày hôm nay đó, thì dược sĩ Tina chia sẻ với chúng ta một cái căn bệnh lạ lạ mà quen quen, là tại vì có lẽ là quý vị ai cũng biết là bị viêm phổi đúng không? Dạ, pneumonia. Thì hôm nay đó là dược sĩ Tina khi mà gửi bài cho Mỹ Linh có một cái từ lạ lắm là walking pneumonia. Viêm phổi thì biết rồi, bây giờ có thêm walking nữa là đi bộ làm sao? Thì bây giờ dược sĩ Tina sẽ chia sẻ cùng với quý khán giả ngay bây giờ. Dạ, trước hết là mình phải giải thích cái walking pneumonia là gì, nó lạ lạ với chị. Dạ, quen quen mà lạ lạ. Pneumonia là sưng phổi. Dạ đúng rồi. Walking là đi bộ. Bệnh sưng phổi, bệnh viêm phổi mà vẫn hoạt động được bình thường. Yeah. Walking là mỗi ngày, ý nó nói là cái activity, cái hoạt động mỗi ngày của mình. Tuy mình vẫn có thể thực hiện được, mình vẫn thực hiện được tất cả những cái activity trong cái cuộc sống của mình mỗi ngày. Mình vẫn đi làm được, mình vẫn vui chơi được, vẫn ăn uống bình thường, tối đi ngủ bình thường. Mình không cần vào bệnh viện, mình không cần phải nằm ở nhà. Cái này mình có thể gọi là viêm phổi nhẹ hả chị? Viêm phổi nhẹ đó. Thì cái này người ta dùng cái chữ walking pneumonia để làm gì? Tất nhiên là tôi bị bệnh nhưng mà tôi vẫn đi làm được. Cha mẹ nói những đứa con làm biếng là bị bệnh nhưng mà go đi làm đi. Bệnh nhẹ thôi. Thì viêm phổi nhẹ nói vậy đi ha. Dạ, viêm phổi nhẹ. Rồi, như vậy đó thì những cái triệu chứng nào cho mình biết là mình đang bị viêm phổi nhẹ vậy chị? Triệu chứng của walking pneumonia thì nó cũng giống y chang giống như là triệu chứng của sưng phổi vậy đó. Nhưng mà nó nhẹ hơn thôi, nó không có làm cho con cơ thể mình nó quá mệt đến nỗi mà mình không có hoạt động, mình không có giơ chân giơ tay lên được đó. Đầu óc của mình nó vẫn tỉnh táo. Thì những triệu chứng của đó là giống như mình bị sốt nè ha. Mình bị short of breath, tất nhiên là bị hơi thở nặng nè. Đó, mình khó thở nè. Mình bị nhức đầu nè, chóng mặt nè. Có thể viêm mũi, có thể là sổ mũi, ngạt mũi, nhảy mũi. Mình có ho. Cái quan trọng em nghĩ là phải ho nhiều đó. Đó thì những cái triệu chứng đó là triệu chứng của bệnh viêm phổi đó. Nhưng mà nếu mà mình viêm phổi thực sự mà nặng đó thì phổi mình có thể có nhiều nước trong đó, cho nên tới cái mức độ là mình thở không nổi luôn. Mình không thở được, rất là khó thở. Cho nên khi mà mình khó thở quá thì mình bị thiếu oxygen, thì mình không làm việc gì được hết. Thì lúc đó mình phải được vào bệnh viện để mà mình uống những cái thuốc trụ sinh, hay là chích những cái thuốc trụ sinh cho thiệt là mạnh, để cho diệt những con vi khuẩn khó khăn hơn. Còn thường thường nếu walking pneumonia thì con vi khuẩn nó cũng thường thôi. Đó. Thì mình có thể uống những cái thuốc trụ sinh 5 ngày hoặc 10 ngày để mà mình diệt cái con vi khuẩn đó. Hay là những con siêu vi trùng. Siêu vi trùng là con virus đó. Thì những con siêu vi trùng thì từ từ 5, 7, 10 ngày nếu mà cơ thể mình khỏe nó tự động nó hết thôi. Dạ. Như vậy đó thì một cái căn bệnh gọi là walking pneumonia thì nó có thể biến thành cái căn bệnh pneumonia thật không chị? Nếu như mình không có kịp chữa trị, hay là mình không có để ý các triệu chứng, tại vì mình cũng thấy ho ho chút đỉnh, hay là cũng thấy hơi sốt sốt thôi, mình có như có công việc quan trọng mình ráng mình làm thôi thử một chút, thì liệu rằng từ cái căn bệnh mà chị walking pneumonia nó có thể chuyển sang pneumonia luôn không? Dĩ nhiên rồi, chính xác. Đó, khi mà mình bị walking pneumonia mà mình không có chữa trị đó thì cơ thể mình nó càng ngày càng yếu, thì những cái con vi khuẩn khác nó có thể attack lên trên phổi của mình thêm, trên trong cơ thể của mình. Thì khi mà nó attack vô cơ thể của mình như vậy đó thì mình càng ngày càng nặng, thì phổi mình nó sưng lên, nó viêm, thì những cái tế bào nó lại tiết ra những cái chất nhờn. Nên chất nhờn đó nó nằm nó cover, nó bọc lại cái lá phổi không có tiếp cận được với oxygen. Trao đổi không khí không có thể xảy ra nhiều được, thì lúc đó cơ thể càng ngày càng yếu. Cái đó là lúc đó là mình nói là mình bị sưng phổi thật luôn. Lúc đó là bị thiệt rồi đó. Là thường mà mình bị sưng phổi thật là chắc chắn là mình sẽ bị rất là mệt, hoặc là dẫn đến mình phải đi vô, mình phải nằm bệnh viện vài ngày để bác sĩ phải lấy được nước trong phổi ra, phải giúp cho mình, phải đeo ống thở này kia để giúp mình trợ thở nữa đó. Nguy hiểm lắm. Như vậy đó thì cái mùa cảm cúm sắp đến, thì thường á, có mùa cảm cúm có khi nào
nó làm cho cái bệnh walking pneumonia nó dễ hơn không chị? Tại vì không khí nó thay đổi rồi này kia, rồi làm sao mình phân biệt được cái triệu chứng giữa mình đang bị viêm phổi nhẹ với là mình bị cảm cúm? Tại vì đang là mùa cảm cúm mình dễ bị lầm lẫn lắm. Yeah. À, thì bữa mình có nói cảm với cúm rồi đúng không? Yeah. Đó cũng là một cái lý do mà bữa nay Tina muốn mang cái walking pneumonia lên nói luôn nè. Yeah. Cúm, cảm rồi pneumonia đúng không? Thì mình phân biệt rồi, cúm á, là thường thường nó liên quan tới cái nhức đầu nè và mỏi mệt, cơ thể mỏi mệt, muscle nó đau. Đúng rồi, cảm muscle là mình thấy dễ nhất. Cảm thì thường thường nó liên quan tới sổ mũi, ngạt mũi trước. Rồi nó mới ho. Cúm thì thường thường nó không có ho mà cảm sổ mũi, ngạt mũi và ho. Và nó nặng qua khỏi cái cảm nữa thì nó mới tới sưng phổi. Thì mình nói cái cảm đó, cái khô với lại cái walking pneumonia nó rất là gần nhau. Một khi mình bị những cái khô, có thể là 80% người bị cảm là chỉ bị con virus thôi, nhưng mà 80% người bị pneumonia, walking pneumonia thì bị con vi khuẩn. Triệu chứng nó giống nhau hết rồi, cho nên rất là khó phân biệt. Nên nhưng mà khi mà mình cảm thấy mình cái hơi thở của mình nó khó, mình bị sốt, nó oppressed, rồi mình ho nhiều quá, thì mình nên đi gặp bác sĩ để bác sĩ giúp mình diagnose đó, tìm ra là ok mình bị gì, rồi bác sĩ cho mình thuốc uống, đúng không? Dạ. Rồi như vậy đó thì có những cái loại thuốc thông thường nào mà các bác sĩ sẽ cho mình sử dụng khi mà bác sĩ phát giác ra là mình bị walking pneumonia? Trước hết là những bác sĩ ưa cho thuốc kháng sinh lắm đó. Nếu mà mình bị virus thì mình không cần, nhưng mà thường thường mình bị mà mình ho mà mình có đờm xanh hay là bác sĩ nghe trong phổi của mình mà nó đục quá đó, thì bác sĩ sẽ cho mình thuốc kháng sinh. Thì thuốc kháng sinh thông thường thì Tina biết là ưa cho cái thuốc 5 ngày, thuốc azithromycin đó, 6 viên uống 5 ngày, trừ những người nào mà đã dị ứng với lại cái loại thuốc đó, hay là những người nào uống nhiều quá nó lờn thuốc rồi nó không hết nữa thì bác sĩ sẽ cho thuốc khác. Hay là thường thường bác sĩ có những bác sĩ họ thích cái một cái thuốc khác, họ không thích cái thuốc Citromax thì họ cho thuốc Augmentin hay là Clarithromycin. Thì tối đa là mình uống 10 ngày. 5 ngày cho đến 10 ngày. Nếu Augmentin, Clarithromycin, Erythromycin thì phải uống từ 7 đến 10 ngày thì thuốc nó mới hiệu nghiệm. Dạ. Như vậy là thường là bác sĩ các phòng thường cũng chỉ cho uống thuốc trụ sinh thôi. Dạ, yeah, thì nếu mình bệnh nặng nữa có thể bác sĩ cho mình uống thêm một cái steroid, 6 ngày steroid để mà giảm viêm ở trong phổi. Yeah. Rồi sau đó là thuốc ngạt mũi, sổ mũi, thuốc dị ứng. Ho thì mình cho thuốc dị ứng để mà nó khô cằn cổ, nó không có bị nước chảy trong cằn cổ xuống phổi để cho mình không có bị ho, đúng không? Rồi những người nào mà có nhiều đờm quá, khi mà bị viêm phổi như vậy nó tạo ra nước, nó tiết ra nó nhiều chất nhờn, nhiều đờm cần phải ho ra, thì bác sĩ lại phải cho thuốc ho khạc ra, giống như kỳ thoát thoát sơ kỳ rồi mình nói đó là guaifenesin đó, nhớ không? Rồi nếu người nào viêm mũi thì bác sĩ sẽ cho thuốc xịt mũi, thì nó tùy vào cái triệu chứng của mình có thôi. Thì bác sĩ sẽ cho thuốc đó. Nhưng mà gốc mà hai cái thuốc mà quan trọng nhất mà Tina thấy thường thường bác sĩ nào cũng ưa cho đó, một là thuốc kháng sinh, hai là thuốc steroid. Hai thuốc đó là hai thuốc gốc để chữa cái gốc của cái bệnh cho mình. Như vậy đó thì thật ra chắc là mọi người cũng không có cần quá lo lắng khi mà mình bị cái walking pneumonia. Tuy nhiên là mình phải chữa sớm và mình phải cho bác sĩ biết để cho mình cho thuốc liền, thì mình sẽ không có dẫn đến là mình bị viêm phổi thật sự. Tại vì lúc đó thì mới mệt rồi, phải không chị? Còn khi mà mình mới bị nhẹ nhẹ thì nếu mình uống thuốc thì 5 ngày thôi là mình có thể khỏi hoàn toàn. Mà trẻ em lại ưa bị bệnh đó hơn là người lớn. Tại trẻ em cơ thể yếu, nó dễ catch bệnh hơn, nó dễ bị lây bệnh hơn. Nó đi học nó dễ lây bệnh của bạn bè. Cho nên trẻ em cái walking pneumonia cho trẻ em nó lại phổ biến hơn người lớn. Còn người lớn thì cái sức đề kháng mình tốt hơn. Mình cao hơn cho nên là mình khó bị mắc bệnh. Rồi với lại khi mà ví dụ như là mùa cảm cúm tới, em đã chích ngừa cảm cúm rồi, thì thường là em có giảm được cái nguy cơ mà em bị mắc cái căn bệnh này không chị? Đúng. Mình nếu mà người mình đã chích ngừa cúm đó thì cơ thể mình sẽ khó bị cúm hơn. Và giống như Tina giải thích rất là nhiều ở trên mỗi cái show của mình đó, cúm thường thường cúm trước nè, tới cảm nè, mới tới xung phổi nè, đúng không? Thì nó đi như vậy. Mà nếu mà mình đã chặn được cái cơn cúm trước thì cái cảm nó ít xảy ra hơn. Cái cảm nào mà trời lạnh đó
nếu mà mình đi ra trời lạnh thiệt lạnh mà mình không có giữ cơ thể mình ấm á thì mình sẽ bị cảm, và mình không có bị cúm. Dạ, như vậy đó thì nếu như mà mình đã chích ngừa rồi đó, cho cái mùa cảm cúm rồi, thì như vậy là cái khả năng mà mình bị cái pneumonia nó sẽ rất là thấp, nó sẽ ít hơn rất nhiều. Cho nên đây cũng là lời kêu gọi mọi người đi chích ngừa cúm. Dạ, chị lùng lúc ba cái, cảm cúm với lại viêm phổi là đỡ hơn. Ngừa cúm đã có available rồi ở trong ở ngoài tất cả những tiệm thuốc, và 5 địa điểm của MTM Pharmacy cũng đã có rất là nhiều thuốc ngừa cúm để mà chích cho tất cả những bệnh nhân và khách hàng của mình. Dạ, cho nên quý vị nhớ, tại vì tháng 9 là cái tháng mình cũng nên nhắc nhở mọi người là tháng 9 là chuẩn bị là phải chích ngừa rồi, phải không chị? Dạ, đúng đó. Rồi, bắt đầu mùa thu tới rồi, mùa đông tới rồi, đó, mùa lạnh tới rồi, cho nên mọi người hãy đi chích đi. Dạ, đó là cái tốt nhất. Người, những bác lớn tuổi đó thì ngoài chích cúm ra thì cũng có chích ngừa viêm phổi luôn. Ngừa viêm phổi thì mình chích mỗi 5 năm. Có những người nào mà đã chích viêm phổi số 13 rồi thì bây giờ trong 1 năm sau có thể chích được ngừa viêm phổi số 23. Nếu đã chích 13, chích 23 rồi đó thì 5 năm, cứ 5 năm là mình phải cần phải chích ngừa viêm phổi. Dạ, đó là cũng là lời nhắc luôn. Chờ, mà cái viêm phổi đó là thường là từ bao nhiêu tuổi trở lên mình mới phải chích ngừa viêm phổi? Ngừa viêm phổi thì sau 50 tuổi mình cần nên chích đó. Dạ. 50 tuổi hoặc 55 tùy theo. Nếu mà cơ thể mình đã có những cái bệnh giống như bệnh suyễn nè, bệnh tiểu đường nè, những cái bệnh về autoimmune disease thì mình nên chích. Còn nếu mà mình không có bệnh gì hết, khỏe mạnh đó thì 55 tuổi mình bắt đầu mình chích. Dạ, đó, như vậy là quý vị nào bắt đầu là cảm thấy là mình là ho nhiều nè, rồi sổ mũi, rồi bắt đầu là nhức đầu mệt mỏi, là mình biết là mình có triệu chứng rồi, phải lo chữa sớm để mà nó không có bệnh nặng hơn. Tuy nhiên quý vị nào mà chích ngừa rồi á, thì chích ngừa cảm cúm rồi mình sẽ an tâm hơn đôi chút, là chắc chắn là mình sẽ khó bị walking pneumonia lắm. Cho nên là đây là cái mùa mà dược sĩ Tina có nhiều cơ hội để mà sharing cho quý vị những cái căn bệnh mà mình có thể gọi nó là những căn bệnh ở trong mùa thu, phải không chị? Đúng rồi. Dạ đó, có những căn bệnh mà thường gặp theo mùa. Vài bữa chắc mình phải làm một cái show mà nói về những bệnh mùa nào thì dễ gặp cái căn bệnh đó, phải không chị? Dạ, có bệnh theo mùa nữa. Rồi, Mỹ Linh nhớ nhắc nha. Dạ đó, có bệnh theo mùa. Cho nên là bây giờ là mùa pho tới, mùa thu tới là cái mùa của cảm cúm rồi viêm phổi này kia. Thì quý vị nhớ cẩn thận và nên nhớ rằng những địa điểm của MTM Pharmacy là ngay tại thành phố Santa Ana, Garden Grove, Anaheim, Huntington Beach là thuốc chích ngừa mới nhất của năm nay đã về rồi. Cho nên là quý vị không cần phải gắt like, không cần chờ lại lâu, quý vị đến để mà những người dược sĩ tại đây sẽ tiêm thuốc ngừa cho quý vị để mình có thể an tâm. Mình hưởng một cái mùa thu dễ thương, mát mẻ, dễ chịu. Đúng và rồi. Mình không có sợ. Dạ, đó. Rồi, cái cúm, cảm, pneumonia là ba cái bệnh mà dễ lây lan nhất. Dạ. Đó, thì Na cũng sợ hết giờ cho nên mình nhắc trước, quý vị cẩn thận nha. Bảo vệ mình và bảo vệ cái người co-worker của mình. Nếu mình là người bệnh thì mình ra đường mình nên ho này nọ, mình nên che mặt của mình, và mình đi trong những phòng vệ sinh thì mình nên rửa tay, mình ăn uống xong mình nên rửa tay nếu mà mình là người bệnh. Nếu mà mình là người khỏe thì cũng phải luôn. Mình cũng phải làm y chang gì để mình khỏi bị lây. Tại vì đó thì mình nói những con vi khuẩn và những con virus đó, thì là nó lây lan rất là dễ mà lây lan qua không khí, không cần phải ăn chung ngủ chung, không khí đã truyền lây được rồi. Dạ, nguy hiểm quá. Đó, cho nên là quý vị nhớ cẩn thận và tự bảo vệ mình cũng như những người xung quanh mình trong cái mùa gọi là bệnh sắp tới. Dạ, và cảm ơn quý khán giả rất nhiều và xin mời quý vị vẫn giữ băng tần 57.3. Chương trình sẽ quay trở lại sau một vài phút quảng cáo. MTM Pharmacy là hệ thống pharmacy tọa lạc tại Orange County thuộc miền Nam California, gồm 5 nhà thuốc Tây đặt tại các thành phố Garden Grove, Santa Ana, Huntington Beach và Anaheim. MTM Pharmacy phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe bệnh nhân trong lĩnh vực trị liệu bằng dược phẩm, giao thuốc miễn phí đến tận nhà, chương trình tiêm chủng, chăm sóc bệnh nhân tiểu đường, dịch vụ y tế du lịch và thuốc ngừa thai. MTM Pharmacy chuyên bán các loại thuốc Tây và thuốc bổ, vitamin, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng, thuốc bao tử và đường ruột Daily Peak Performance, Yến Sào Khánh Hòa, kem dưỡng da Seven Days of Wonder, thuốc trị thấp
Cup Auto 7. MTM Pharmacy còn có giường nằm Beamer giúp tăng lưu thông máu huyết, phục vụ miễn phí cho bệnh nhân. MTM Pharmacy không ngừng hoàn thiện chất lượng dịch vụ và tuân thủ các quy định về sức khỏe và an toàn nhằm phục vụ bệnh nhân và khách hàng ngày càng tốt hơn. Liên lạc với MTM Pharmacy xin gọi 714-916-5383 hay lên trang web mtmpharmacy.net.